Xin chào tất cả mọi người, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Yes Time TV. Trước khi nói cái điều này thì xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn xem video. Và như hôm nay thì tôi muốn đưa cho mọi người một cái thông tin nó rất là nóng hổi. Đây là cái bằng chứng rõ ràng về cái việc Ngô Kỳ xúc phạm danh dự nhân phẩm của chị Thúy Nga. Nó thể hiện ở trên cái gì ạ? Trên cái đường đường like, trên cái đường trang cá nhân của ông ta. Tôi xin phép đưa cho mọi người à, đây này, có hết đây này. Đó, ví dụ như là nó có rất nhiều, thật sự nó có rất nhiều cái để cho mọi người xem. Ở đây thì tôi muốn cho mọi người nhìn thấy rõ cái vấn đề là cái trang cá nhân này ông ta dùng để bôi nhọ hạ nhục chị Thúy Nga. Đó, trong đó ông ta xúc phạm rất là nhiều, có rất là nhiều điều mà ông ta làm và nói ở trong này. Đó, như để đây để cho mọi người thấy cái Facebook của ông ta đó. Đó, ông ta dùng những cái ngôn từ, ví dụ như tôi đọc đây cho mọi người. Hài Thúy Nga nói không bao giờ thù hằn ai, ghét ai. Lăng mạ bà. Xin xem link video trên video cưới, chứng minh y thị nói lạo. Đặc biệt là video và các bản tin báo tường thuật về việc Hài Thúy Nga đã kết hôn lấy chồng. Nói chung là có rất nhiều bài. Và trên cái bài đó thì ông ta đưa những cái lời lẽ vào rất là thô kệch. Tôi xem tôi thấy là những cái lời lẽ này của cái ông Ngô Kỳ này rất là thô kệch. Và trên cái trang Facebook của ông ta thì ông ta dành rất rất nhiều rất nhiều. Mọi người cứ gõ vào cái nick Ngô Kỳ trên Facebook á, là mọi người đăng nhập vào cái nick của ông ta ngay. Cái khuôn mặt đó thì không lộ đi đâu được cả, nó không mất, nó không bay đi đâu được cả. Tại sao nó không bay đi được là bởi vì ông ta lấy cái hình đó, ông ta làm hình đại diện. Ông ta để cái Facebook đó nhằm mục đích bôi nhọ và hạ nhục danh dự của chị Thúy Nga. Thì ở đây là mọi người đã thấy đấy, trong suốt quá trình diễn ra câu chuyện, suốt quá trình mà chị Thúy Nga với chị Kim Ngân trong mấy tháng qua, thì ông ta đã lưu những cái video, rồi trên cái đó thì ông ta đưa những cái lời lẽ thô kệch của mình vào và bôi nhọ hạ nhục danh dự của chị Thúy Nga rất là nhiều. Ở đây phải kể đến là cả cái ông Gia Gia nữa, chứ không phải là nguyên cái tay Ngô Kỳ này đâu, phải kể đến cả Gia Gia nữa. Nói thì phải nói cho hết. Các ông là những cái con người học luật. Các ông bảo là học luật, biết luật, biết luật mà các ông vẫn phạm luật. Mà tôi đã nói rồi, các ông biết luật mà vẫn phạm luật. Mà một điều nữa là các ông xúc phạm một người phụ nữ, xúc phạm đến cái nhân phẩm, và lôi cả con cái người ta ra để nói việc người ta, đời tư cá nhân của người ta. Không phải là việc các ông muốn bơi móc thế nào thì bơi, muốn bới thế nào thì bới. Đây là cái chuyện rất rõ về việc cái ông Ngô Kỳ này hạ nhục chị Thúy Nga bằng những cái gì ạ? Bằng những cái lời lẽ rất là gian manh xảo trá. Tôi có thể nói là ông học luật thì ông nói những cái câu chuyện nào nó liên quan đến luật, còn câu chuyện của chị Thúy Nga, chị ấy không làm sai luật. Và một điều nữa là chị ấy sống rất đàng hoàng, không có cái điều gì mà chúng ta phải chê trách Thúy Nga ở đây cả. Chỉ có điều là những cái con người này không dùng những cái việc học luật, làm luật để giúp đỡ đồng bào ở Việt Nam ở nước ngoài. Như theo như tôi được biết thì đồng bào Việt Nam ở nước ngoài rất là nhiều, và những cái người mới sang họ vẫn rất là bỡ ngỡ về luật của Mỹ. Rất nhiều người không biết luật Mỹ rõ ràng như thế nào và mắc vào những rất nhiều sai lầm.
thì tại sao các ông không dùng những cái hiểu biết của mình, không dùng những cái hiểu biết của mình để giúp đỡ cho đồng bào, đúng không ạ? Giúp đỡ cho đồng bào mình mà các ông lại dùng những cái hiểu biết đó. Những cái hiểu biết thực ra thì có khi là còn nông cạn, những cái hiểu biết đó để đi bắt nạt của người phụ nữ. Một điều dễ thấy ở đây nữa, đó là những cái lời lẽ mà ông ta buông ra, thật ra là xúc phạm đến gia đình chị Thúy Nga rất là nhiều. Mà sau này nếu như Thúy Nga thúc đẩy cái thủ tục pháp lý thì tôi nghĩ rằng là còn liên quan đến nhiều cái nữa để cho ông ta ra tòa. Cho ông ta ra tòa. Cho ông ta và cho cả sư ông với sư thầy nữa. Sư ông với sư thầy, tôi nhắc lại một lần nữa là nếu muốn biết con của Kim Ngân ở đâu thì hỏi ngay Thúy Nga nhé, không cần phải hỏi ai cả, mà cứ phải lên mạng nói những cái điều nghe nó không thực tế, nói những cái điều tỏ ra là người rộng lòng cao thượng. Hãy nhớ rằng là tôi nhắc lại ở video này là lần thứ hai, nếu muốn biết con trai của Kim Ngân ở đâu, con trai của cái người bạn trai sau này của chị ấy ở đâu thì hỏi ngay Thúy Nga và hỏi mẹ của chị Kim Ngân, không cần phải hỏi ở đâu cả, hãy hỏi những người đó là sẽ biết, chứ không phải lên phải sống phải giả tạo. Các ông đúng là phải nói là các ông là những loại súc sinh, các ông làm như vậy, các ông nói như vậy thể hiện cái sự giả tạo của mình, chứ không phải là Thúy Nga là người giả tạo. Các ông mới là người đang giả tạo, bản thân các ông mới là người đang giả tạo hết mức, giả tạo từ những cái nhỏ nhất nhằm trục lợi cho bản thân mình thôi. Cũng giống như gia súc gia cầm thôi, giống y như trang như thằng đó thôi, nó thì bán bảo hiểm chứ có cái gì đâu, muốn quảng cáo cho mình, lăng xê cho mình, muốn quảng cáo. Nhưng mà bây giờ thì muộn rồi, cộng đồng mạng người ta nhận ra rồi và người ta tẩy chay những con người đó, thì nên tẩy chay. Bởi vì sao? Bởi vì nó không mang những cái điều tốt cho, đẹp cho xã hội, mà chỉ nhằm trục lợi cá nhân, vơ vét những cái có lợi về mình, đẩy những cái bất lợi cho người khác, không bao giờ quan tâm đến cái suy nghĩ của những người khác, mà chỉ nhìn về những cái bản thân mình có và muốn có từ người khác. Cái ông sư hai cái ông sư cô với sư thầy ấy, thì tốt nhất là đừng có tu, ông bà đừng có tu gì cả, loại ông bà là loại tu hú, loại rách nát, làm xấu con người Việt Nam ở nước ngoài. Tu gì các ông có vẻ một người thì cũng là thân phận phụ nữ nhưng lại không giúp ai ở đây cả, mà muốn giúp cho cái lợi của mình, giúp cho cái lợi của mình thôi, chứ không muốn giúp cho người khác đâu. Bề ngoài thì tỏ ra là thanh cao đạo đức, nhưng bên trong đó là cái tâm xà, cái tâm không thật, cái tâm là cái tâm tâm ác, đúng hơn là nói láo nói phét để vơ cái tiền của mạnh thường quân chứ gì. Ở đây thì chúng tôi cũng phải cảm ơn, thật sự là những người khán giả cũng phải cảm ơn chị Hồng Trinh rất là nhiều. Thứ nhất là đã giúp đỡ chị Thúy Nga và thay cộng đồng mạng bày tỏ giúp đỡ cái câu chuyện liên quan đến cái pháp lý của chị Thúy Nga, và cũng đồng thời là cho mọi người thấy rằng là những người phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài rất là tuyệt vời, họ luôn ở bên cạnh những người yếu thế, luôn đứng về cái đẹp chân thiện mỹ và vạch mặt ra những cái con người xấu tính, xấu nết hay ghen ăn tức ở.
Như trước khi xuống video thì tôi cũng nói lại một lần nữa là các ông muốn gì thì hãy hỏi luôn chị Thúy Nga, hỏi luôn mẹ Kim Ngân là sẽ biết, không phải lên mạng giả vờ giả vịt, không phải giả tạo như vậy. Sống như vậy thì đừng có sống làm gì cả, bởi vì giả tạo quá thì nó ra vấn đề. Thế còn mọi người hãy nhớ là mọi người cứ vào cái nick Facebook đó là Ngô Kỳ là mọi người sẽ thấy nhá, ở đây nó thể hiện là Kỳ Ngô này đó. Đấy, đây những cái bài mà ông ta bôi nhọ đây chắc là rất nhiều người biết à, chắc là rất nhiều người biết. Cảm ơn tất cả mọi người, tôi không tiện để cái đường link của ông ta, nhưng đây là cái bài, những cái bài mà ông ta phút chị Thúy Nga này. Ồ, nick đây Ngô Kỷ, Kỷ Ngô đó. À, chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn sức khỏe hạnh phúc.